Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đã có chiến thắng đầu tiên của Phạm Minh Chính trước ông Nguyễn Phú Trọng. Kể từ khi ông Nguyễn Tân Dũng bị loại ra khỏi Bộ Chính trị phải về nhà làm người tử tế thì cuộc chiến giữa văn phòng Trung ương Đảng và Thủ tướng tạm thời lắng xuống. Thực ra thì thời ông Nguyễn Xuân Phúc, Phủ Thủ tướng trở nên an phận thủ thường, chịu lép vế so với văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần vì ông Nguyễn Xuân Phúc không đủ bản lĩnh như ông Nguyễn Tân Dũng. Phần vì ông Nguyễn Xuân Phúc không có nhu cầu phải đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng. Bình thường thì chức Tổng Bí Thư quyền lực hơn chức Thủ tướng. Tuy nhiên từ năm 2006 cho đến năm 2011 thì Phủ Thủ tướng đã lấn át hoàn toàn. Lúc đó ông Nông Đức Mạnh nấp sau cái bóng quá lớn của ông Nguyễn Tân Dũng. Đến nhiệm kỳ 11 từ năm 2011 đến 2016 thì ban đầu văn phòng Trung ương Đảng vẫn lép vế hơn Phủ Thủ tướng. Tuy nhiên, càng về sau thì ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy lại được dần quyền lực và đến đại hội lần thứ 12 năm 2016 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức loại Nguyễn Tân Dũng ra khỏi Bộ Chính trị. Thực tế, các ban trong Ban Bí thư đều có quyền lực hơn các bộ trong Chính phủ và số ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư bao giờ cũng nhiều hơn ủy viên Bộ Chính trị ở Chính phủ. Đó là một thực tế. Vì vậy, ông Nông Đức Mạnh để quyền lực rơi vào tay ông Nguyễn Tân Dũng khi đó thì quả thật ông ta khá tệ. Đây là hình ảnh Phủ Thủ tướng trở nên yếu hẳn khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng. Hiện nay có nhiều cách để tạo nên được sức mạnh. Thứ nhất là dành về phía mình nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Thứ nhì là dành nhiều chức vụ quan trọng về tay của mình. Và thứ ba là cậy thế lực ngoại bang. Thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng sức mạnh vượt ông Nguyễn Tân Dũng thì ông đã làm mọi cách. Lập thêm hai ban, nội chính và ban kinh tế, sau đó đưa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tiếp theo là giành lấy chức Chủ tịch Ủy ban về phòng chống tham nhũng về tay ông và cuối cùng là siết chặt mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông Phạm Minh Chính được cho là người tính rất xa. Hiếm có một chính trị gia nào mà tận dụng cơ hội tốt như ông Phạm Minh Chính và cũng khó có chính trị gia nào biết cách tích cóp cơ hội như ông Phạm Minh Chính. Từ khi ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì không biết bằng cách nào ông Chính đã thuyết phục cho ông thực thi dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn trước khi luật đặc khu trình Quốc hội rất lâu. Chính vì vậy ông cứ âm thầm làm và đưa Quảng Ninh, đưa Việt Nam vào trường hợp đã rồi. Thực ra tội đồ phải thực hiện đặc khu không phải là những người viết luật mà lỗi của người triển khai luật là nhiều nhất. Về đặc khu thì việc xây dựng dự án là tốn thời gian, tốn tiền bạc hơn và nó quan trọng hơn ra luật. Tuy nhiên, nếu âm thầm thực hiện thì lại dễ qua mặt dân nhất. Bởi đơn giản, khi luật đưa ra Quốc hội thì toàn dân biết, chứ khi xây dựng thì chỉ có dân Vân Đồn biết mà thôi. Còn dân trên mọi nẻo đường, đất nước đều mù mịt. Đấy là lý do dân phản đối đặc khu thì ai bị áp lực thì ông Phạm Minh Chính thì không hề có áp lực. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính dường như là một người có thể sẽ tạo ra sức mạnh cho Phủ Thủ tướng thời gian tới. Như vậy, khi đặc khu được triển khai, ông Phạm Minh Chính đã tận dụng tốt để kết nối với Bắc Kinh. Đến khi về Trung ương làm trưởng ban tổ chức, ông ta cũng giữ sự kết nối với Bắc Kinh. Như vậy thì lại một lần nữa, ông tận dụng cơ hội và tích lũy nó thành mối quan hệ đáng tin cậy. Không phải ngẫu nhiên mà ông Phạm Minh Chính tạt ngang từ Ban Bí thư qua làm chính phủ, chiếm luôn vị trí từ xưa nay rất hiếm, đó là Thủ tướng. Chỉ cần một việc tạt ngang thành công thì cũng đủ để bảo chứng cho một sức mạnh rất mới tại Đảng Cộng sản Việt Nam. Và với con người như thế thì tất nhiên ông Phạm Minh Chính sẽ hiểu con đường xây dựng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Và chắc chắn ông Chính cũng sẽ muốn kéo nhân sự về Phủ Thủ tướng để tạo nên sức mạnh cho Thủ tướng và ít nhất như ông Nguyễn Tấn Dũng. Và con người mà cả ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đều muốn giành là ai? Ông Nguyễn Hòa Bình là tên tuổi của Bộ Chính trị mà làm cho người dân bất bình nhất. Ông ta làm cho người dân phẫn nộ. Phải nói rằng cả xã hội không ai không căm phẫn hành động chà đạp công lý, chà đạp luật pháp và xem thường pháp luật của ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình là tội đồ. Tuy nhiên, đó chỉ là tội đồ đối với dân, chứ chưa chắc gì đó là tội đồ đối với Đảng. Hành động xem thường luật pháp và nhẫn tâm dồn người dân vào đường cùng để bảo vệ sự thối nát của Đảng. Đó là yếu tố làm cho Nguyễn Hòa Bình được vào Bộ Chính trị. Ban đầu,
khi ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị thì thông tin rò rỉ cho biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn sử dụng ông Trương Hòa Bình cho một chức vụ quan trọng trong Ban Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn xây dựng sức mạnh cho văn phòng Trung ương Đảng theo cách quen thuộc, đó là đưa người vào Bộ Chính trị rồi sử dụng để áp đảo những thế lực khác. Vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định đưa Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị để gây dựng sức mạnh cho Ban Bí thư, nhưng cuối cùng đã thất bại. Và đến đại hội lần thứ 13, lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng dùng lại chiêu cũ để làm nên sức mạnh của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, một người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang hết sức cần. Cách đây 8 năm, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhận ra cách xây dựng nhân sự như thế và ngăn chặn thì không biết rằng liệu với cách làm như vậy ông Phạm Minh Chính có nhận ra hay không. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng, việc bố trí Nguyễn Hòa Bình vào một chức vụ mà có thể kiểm soát được sai phạm của hầu hết các quan chức thì là rất cần thiết. Với chiến dịch đốt lò Thanh Trừng ngày một khốc liệt thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng rất cần Nguyễn Hòa Bình hỗ trợ cho mình. Và ý đồ của Nguyễn Phú Trọng đã bị Phạm Minh Chính đọc rõ. Theo thông tin rò rỉ cách đây một tháng, thì ông Nguyễn Phú Trọng có ý định đưa Nguyễn Hòa Bình vào vị trí trưởng ban nội chính trung ương thay cho ông Phan Đình Trạc. Đây là vị trí rất cần một ủy viên Bộ Chính trị mà có thể đổi trắng thay đen dễ dàng, chụp mũ kết tội người khác như ông Nguyễn Hòa Bình. Có như thế thì ông Nguyễn Phú Trọng mới nặn ra tội của đối thủ và từ đó bắt ai đó vào lò. Việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã vướng nhiều vấn đề nan giải, nên mới có chuyện củi Lê Thanh Hải, củi Lê Hoàng Quân, củi Nguyễn Văn Đua vào lò. Và tội thì có, nhưng vì che đậy quá kỹ nên ông Trọng cần phải dùng chiêu bắt trước điều tra sau hay thanh tra tạo tội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình được đưa vào ban nội chính thì đó là sự bổ khuyết cho bộ sưu tập của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu nói Nguyễn Phú Trọng cần Nguyễn Hòa Bình thì Phạm Minh Chính cũng cần như thế. Ông Phạm Minh Chính là người giỏi tổ chức, ông ta biết cần người nào cho chiếc ghế nào. Nếu mà trong năm phó thủ tướng mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị thì sức mạnh của chính phủ được nâng lên đáng kể. Đấy là lý do tại sao ông Phạm Minh Chính cũng quyết định giật cho được Nguyễn Hòa Bình về phe của mình. Ông Phạm Minh Chính chứ không phải là Nguyễn Xuân Phúc. Ông Chính thì hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với ông Nguyễn Phú Trọng. Một Nguyễn Hòa Bình phối hợp với Tô Lâm cùng nhau trà đạp lên luật pháp, trừng trị người dân nếu cần thì điều đó cũng khá cần thiết đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh làm phó cho ông Phạm Minh Chính thì ông Chính như hổ mọc thêm cánh. Khi quan hệ với Trung Quốc, Phạm Bình Minh sẽ đưa chính phủ Phạm Minh Chính tiến gần hơn đến quỹ đạo của Bắc Kinh và từ đó cả hai củng cố quyền lực trên sân khấu chính trị Việt Nam là điều kiện đẹp như mơ cho Phạm Minh Chính. Và vì vậy, nếu Nguyễn Hòa Bình là mảng còn thiếu cuối cùng trong bộ sưu tập quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông Phạm Minh Chính cũng cần Nguyễn Hòa Bình như thế. Và cuối cùng thì ông Phạm Minh Chính đã thắng ván cờ đầu. Hiện nay thì ông Nguyễn Hòa Bình đã thành phó thủ tướng, người sát cánh Phạm Minh Chính chứ không sát cánh với Nguyễn Phú Trọng. Không biết quá trình, chỉ cần xem xét kết quả thì thấy Phạm Minh Chính đã thắng. Nguyễn Phú Trọng trong ván cờ đầu tiên này, ông thắng ngay khi còn chưa nhậm chức thủ tướng. Theo thông tin rò rỉ cho biết, Bộ Chính trị khóa 13 đã có cả tháng thương lượng giữa thế lực Phạm Minh Chính và thế lực Nguyễn Phú Trọng về sự chưa chắc nhân sự cho các ban bí thư và chính phủ. Cả Phạm Minh Chính và Nguyễn Hòa Bình cũng như Nguyễn Phú Trọng đều cần nhau và thậm chí Nguyễn Phú Trọng đã dành cho Nguyễn Hòa Bình sẵn, nhưng cuối cùng thì Phạm Minh Chính đã giật lấy miếng ăn khi Nguyễn Phú Trọng đã đưa nó lên đến miệng. Với sức mạnh như vậy, nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phạm Minh Chính hứa hẹn một nhiệm kỳ sẽ dần lấn át thế lực yếu dần của Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh được cho rằng Nguyễn Hòa Bình sẽ bỏ Nguyễn Phú Trọng đầu quân cho Phạm Minh Chính. Chế độ này là như vậy, những con người sai phạm làm mất lòng dân, chưa chắc gì họ bị đào thải. Đó là lý do mà đất nước này hễ quan chức nào, dân càng ghét thì lại càng tiến thân cao. Và cũng bởi vậy mà nó tạo ra nhiều thế hệ lãnh đạo tàn phá đất nước vì chẳng ai được lòng dân mà cơ hội leo cao cả. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn hô hào khẩu hiệu ý đảng lòng dân, nhưng kỳ thực ý đảng hầu hết là ngược với lòng dân. Mà khi muốn đi ngược với lòng dân thì những con người như ông Nguyễn Hòa Bình lại càng trở nên đắt giá. Và cứ vậy, những người như vậy cứ tiến vào những vị trí quyền lực trong sự bất lực của toàn dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 với bản tin đã có chiến thắng đầu tiên của Phạm Minh Chính trước Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.